ngoài vai trò quan trọng và có mối quan hệ mật thiết với các kênh thông tin tuyên truyền vận động mọi người dân bảo vệ môi trường tạp chí môi trường và sức khỏe còn làm nhiệm vụ nâng cao sức khỏe cho nhân dân cụ thể như giới thiệu cây thuốc quý trong phòng và chữa bệnh nhằm phát huy tiềm năng của bài thuốc y học dân tộc để chăm sóc sức khỏe cộng đồng chăm sóc sức khỏe bộ đội vùng sâu vùng xa những cái bài thuốc tắm của người giao hoặc là cách chữa bệnh bằng tỏi ớt hoặc là những cái cái rất là dung dị như thế, nhưng mà bằng những cái vật liệu dễ kiếm được qua, qua, qua nhà thì bà con nhất là bà con ở những vùng sâu vùng xa thì có thể là chữa được bệnh kịp thời trước khi đưa đến những bệnh viện lớn. Với những đóng góp của mình, tạp chí môi trường và sức khỏe vinh dự là một trong 10 tập thể nhận giải thưởng báo chí viết về đề tài môi trường do Bộ Thông tin và Truyền thông trao tặng. Năm 2010, tạp chí Môi trường và Sức khỏe đạt giải khuyến khích trong cuộc thi báo chí viết về tác hại thuốc lá do Bộ Y tế tổ chức, nhưng niềm vui lớn nhất vẫn là những bài báo tuy mộc mạc giản dị nhưng dễ hiểu và đã chạm tới trái tim không ít bạn đọc. Muốn có sức khỏe thì phải có môi trường lành mạnh. Mà làm được điều này thì tôi thấy rằng là tạp chí Môi trường đối với không những riêng tôi mà độc giả chắc rằng cũng thấy rằng rất thích hữu ích cho cái đời sống hiện nay của chúng ta rất là mong mỏi là có nhiều đóng góp hơn nữa từ độc giả để có những cái chia sẻ để có những cái giá trị mà kể cả từ nhà khoa học giúp sức cho tạp chí có thể xây dựng được những cái chuyên đề đề tài về chăm sóc sức khỏe cũng như là môi trường mạnh hơn nhiều hơn và sâu hơn và đúng khoa học hơn thì đấy là một cái mà tất cả anh em trong cơ quan tạp chí môi trường sức khỏe đều mong mỏi điều đó. Cách đây hơn 20 năm, ngày 10 tháng 9 năm 1997, tạp chí Môi trường và Sức khỏe chính thức ra mắt số đầu tiên. Đến nay, những chuyên mục quen thuộc như môi trường công nghệ, con người với môi trường sống, y học cuộc sống luôn nhận được sự đánh giá cao của độc giả. Hơn 20 năm hình thành và phát triển, một dấu mốc quan trọng với những thành tiệu to lớn, thương hiệu tạp chí môi trường và sức khỏe đã thể hiện được bản sắc riêng, tiếp tục đóng góp một phần nhỏ của mình vào sự phát triển chung của nền báo chí cách mạng Việt Nam cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam.